Hello, hello. Xin chào các bạn. Đây là cái lô cây mình chuẩn bị gửi cho anh Đạt ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái đơn hàng của anh là gồm 3 cây bông trang cẩm thạch. 1 2 3. 2 cây bông trang màu trắng. Lá trung. 2 cây bông trang màu trắng lá trung. Và bên đây là 2 cây bông trang màu hồng lá trung. Màu hồng lá trung. Và 2 cây bông trang màu vàng lá trung. Màu vàng. Hai cây này đang ra rổ bông các bạn ơi. Vàng tươi luôn. Hai cây vàng rất đẹp. Đây thì bảy đang vô bầu cây cẩm thạch. Đây cái mới vừa mưa các bạn, cho nên cái chậu nó đọng nước, thành ra mình để đây bị đọng nước, mới dỡ cái chậu lên. Đó, mình đây là lô hàng mình gửi cho anh Đạt ở Bình Chánh. Đây là tới khâu mình để vào thùng cái đơn hàng của anh Đạt ở Bình Chánh. Thì là để cây trang màu trắng lá trung vô, xong rồi tới cây màu hồng phấn lá trung. Xong rồi tới cây màu vàng lá trung. Hai cây màu vàng lá trung, hai cây màu hồng phấn, hai cây màu trắng và ba cây cẩm thạch nhỏ. Đây là cây cẩm thạch thứ nhất để vào. Rồi tiếp theo là tới cây cẩm thạch thứ hai. Bọng chỗ này nó sụp sịch không ta, cứ mút để vô. Và đây là cây cẩm thạch thứ ba. Và sau cùng là cây trang lá trung màu vàng. Đó, mình đã để hoàn thành 9 cây bông vào cái thùng. Và bây giờ để cái đơn vào. Rồi mình hoàn tất cái đơn hàng cho anh Đạt ở Bình Chánh nha các bạn. Mình kết thúc video ở đây. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên người thân và gia đình. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.